Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bác và cảm ơn các bạn đã xem cái video này của chúng tôi nhé. Thì trong video hôm nay xin giới thiệu tới các bạn là cái sản phẩm về cái xương khớp. Nó có cái tên gọi là Muzahat các bác Kasun nhé. Tùy theo từng người, của mỗi người đọc một khác. Tuy nhiên là nó hơi khó đọc một chút. Đây chính là cái sản phẩm này các bác này. Đấy. Thì sản phẩm này đang được bán tại Thảo Mộc HHT nhé. Đấy. Các bác mua hàng ấy thì có thể xem kênh trên kênh video của tôi hoặc có thể vào cái group là cái Thảo Mộc HHT nhé. Đấy. Các bác cứ tìm cái group Thảo Mộc HHT là được nhé. Rồi. Thì trong cái group Thảo Mộc HHT ấy, thì sẽ chia sẻ rất là nhiều cái loại thảo dược mà chúng tôi đang bán, trong đó thì có thuốc xương khớp, có cả thảo dược chữa về xương khớp nhé, rất nhiều. Đặc biệt các loại thảo dược về xương khớp trong cái group Thảo Mộc HHT mà chúng tôi sẽ đăng tải cho các bác nhé. Đấy. Thì tí nữa tôi sẽ để một cái đường link ở phía dưới cái Facebook ở phía dưới phần mô tả trong cái video này. Các bác kích đó và vào đó thì các bác vào cái nhóm đấy nhé. Đấy, khi vào đội nhóm đấy thì các bác có thể thảo luận và chúng tôi sẽ tư vấn thêm về các bác về một số cách chữa bệnh cũng như một số cái thảo dược rẻ tiền hoặc thảo dược mà các bác có thể tự làm được nhé, trong cái Thảo Mộc HHT. Rồi thì đây là cái thuốc xương khớp của Malaysia màu đỏ nhé, cái loại này màu đỏ này bác nhé. Đấy, màu đỏ. Thế còn đây là cái thuốc xương khớp của Malaysia màu xanh nhé. Loại màu xanh thì nó khác một chút là nó có cái tem tròn này nhé. Có loại thì nó có cái tem vuông. Đấy. Có loại nó có cái tem vuông, nhưng mà loại tôi đây có đây là loại tem tròn nhé. Thì tùy theo loại màu xanh này là loại Procer đấy, Free. Còn cái loại màu đỏ là cái loại này. Muzahat Kasun nhé. Thì cả hai loại này thì chúng tôi sẽ nói về cách sử dụng như sau. Trong mỗi một hộp này đều có 20 ống nhé, 20 ống. Các bác đau nặng ấy thì các bác ngày dùng tối đa là 3 ống, sáng trưa tối nhé. Còn các bác đau trung bình thì các bác dùng ngày 2 ống, sáng tối. Thế còn các bác đau nhẹ thì dùng 1 ống vào buổi tối nhé. Còn một số các bác mà có cả những cái triệu chứng, ví dụ như là về tiền đình nhé, rồi về khớp nhé, rồi về thận, thì mà cái triệu chứng nó nhẹ thì các bác dùng cái viên màu xanh này. Thế còn một số bác mà nó nặng, đặc biệt những các bác mà bị gút ấy, thì phải dùng kết hợp nhé. Kết hợp cả hai loại xanh và đỏ này nhé. Sáng một viên, chiều một viên. Tối đa là ngày dùng khoảng độ 3 đến 4 ống thôi nhé. Không nên dùng quá nhiều. Các bác dùng kiên trì thì nó sẽ đỡ. Còn các bác nào nhẹ thì dùng ngày 1 ống nhé. Xanh hoặc đỏ. Tùy cho các bác. Nếu mà các bác muốn nó hỗ trợ thêm về đường ruột, rồi hỗ trợ thêm về não, tức là tiền đình, và hỗ trợ thêm về thận thì các bác dùng cái hộp màu xanh này. Cái hộp màu xanh này thì nó không mạnh khớp bằng cái hộp màu đỏ. Cái hộp màu đỏ này nó đặc trị về khớp, về gút rất là tốt nhé. Ngoài cái các cái sản phẩm này ra thì chúng tôi còn có cả cao gắm nữa nhé. Đấy, cao gắm thì nó có hai loại cao gắm đen và cao gắm đỏ. Chúng tôi sẽ giới thiệu ở những cái video khác cho các bác. Còn trong video này thì chúng tôi chỉ giới thiệu hai loại thuốc xương khớp của Malaysia màu đỏ và thuốc xương khớp của Malaysia màu xanh nhé. Bác nào mua thì các bác vui lòng đặt hàng qua số điện thoại là 0932 340 345 hoặc 0964 421 551. Thuốc này nó có tác dụng rất tốt về các bệnh về khớp như là khớp gối này, đấy, đau lưng này, đấy, dùng được này. Rồi toàn bộ các vị trí khác trên cơ thể cũng như là đau vai gáy nhé. Thì qua cái video này thì xin giới thiệu tới các bác và tới các anh chị là cái sản phẩm thuốc xương khớp của Malaysia. Thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại này hoặc là các bác có thể vào cái group là Thảo Mộc HHT nhé. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo nhé.